lô các tình yêu. Em ở quán chị ơi. Thời tới rồi. Bán bún đậu với tinh tướng da rẻ. Đủ má về tinh tướng sao giờ? Dậy đi anh Mai. Bán bún đậu da rẻ chờ em ơi. Bán bún đậu nhiều tiền em ơi. Tắt cái nhạc kìa. Tắt cái nhạc của chị. Mấy em Atifan bảo chị bán bún đậu da rẻ. Phải da rẻ được đấy ơi. Trời ơi chị đeo kính vô chị chửi nó cưng nè. Bán bún đậu da rẻ. Trời ơi em ơi phải có khách có tiền mới da rẻ. Này chơi lớn luôn này. Hôm nay là ta chơi lớn luôn này. Vì chúng mày chửi ta từ tối qua giờ. Chúng mày kêu tao là đi nịnh. Kêu tao là nịnh thằng thằng hữu tài khi nó khóc. Tao không hiểu tại sao tao phải nịnh thằng bé hữu tài luôn. Một người em nó khóc mình thấy là tội nghiệp, nó trôi nền trôi phấn. Mình lấy cái ăn mình lau cho nó. Nó kêu mình nịnh. Chúng mày biết người ta nịnh gì không? Nịnh là nịnh đứa giàu hơn mình. Nịnh là nịnh đứa tỏa sáng hơn mình. Nịnh là nịnh phải nịnh cái đứa rating cao hơn mình. Nịnh phải là nịnh cái đứa đem lại lợi lạc cho mình. Ta ngày thằng Tài là một người em. Tiền là thua mình. Vị trí trong showbiz cũng dưới mình một chút. Thì tại sao phải nịnh? Chị em người ta chơi với nhau chân thành để kêu mình đi nịnh các bạn. Nịnh là nịnh sao? Thấy người ta dập mồ hôi cho nhau, lau nước mắt cho nhau. Vì thành quả, vì bao sự nỗ lực của nó đã làm cho bộ phim. Mà chúng mày kêu tao đi nịnh. Tao nịnh tao được cái gì? Tao nịnh tao được cái gì? Tiền cắt xây phim thì đi xây cầu. Bỏ tiền túi bay đi bay về. Để làm gì? Để hoàn thành cái lời hứa đã nói. Thì tao không hiểu tao nịnh để làm cái gì luôn. Chúng mày hay đi nịnh người khác quá. Nên chúng mày nghĩ ai cũng đi nịnh. Tao ít khi phải nịnh ai lắm. Vì tao đâu có cần cái gì của người ta cho tao đâu mà tao phải nịnh. Cái gì ta cũng có. Thiếu mỗi ông chồng mỗi đêm. Thiếu mỗi ông chồng mỗi đêm mà tao không có. Mà tao nịnh thằng Tài thì mày nghĩ là tao cướp được chồng à? Hay là tao cướp nó về làm chồng tao? U là trời. Atifan phải có não. Atifan phải có năng lực. Atifan phải chửi làm sao cho người ta phải động não. Đằng này Atifan chửi mà tao cứ ngồi cười mà. Đắc thêm kìa. Đã. Các bác ạ, các bác thấy em khổ thân. Quá khổ tâm luôn. Nên là đừng có nói chị nịnh thằng bé hữu tài làm gì. Nha. Bé Tài là một tài năng mới. Nếu như mà nịnh nó chắc là sau phim này hoặc là những phim sau mới phải nịnh. Nịnh để được cái gì? Mình đi nịnh một con người mình phải được cái lợi lạc gì mình mới nịnh. Ví dụ mày nịnh tao nè là tao sẽ không chửi mày nè. Đó, đấy mới là nịnh. Ok chưa? Trời thân. Tôi khổ thật sự luôn mấy bà. Khổ lắm luôn. Khổ thật sự luôn mấy bà. Đấy, nó lại bị ẩn comment này, tôi không nhìn thấy comment đâu. Dạ, cái túi đang đeo có bán đấy chị.
dưng chúng mà vô, chúng mà vô chúng cần mình đi này, thế đéo hiểu thế này cái gì luôn. Nhiều đứa nó kỳ lắm ấy chị. Đó mới ra quán này ngồi căng không chỗ ngồi. À chửi cho đau mồm, chửi cho giải trí, đang luyện cơ mồm nè. Đang luyện cơ mồm em ạ. Chào Tình Dương. Rồi ơi, các chị bảo là xin cái vía giỏi giang xinh đẹp của em. Nên em nói chị nghe này, em thì nhiều khi chúng bảo em là cái gì cũng nên giải thích. Mình không giải thích là chúng nó tưởng mình bị câm. Mà mình chửi ở mặt chúng nó thì chúng nó bảo mình là ngoan ngoãn. Đó. Đến khi mình nói sự thật thì chúng nó kêu là mình chua ngoa. Em nói với chị nghe này, cái phim Hạnh Phúc Máu á, là em tham dự với một mục đích kiếm tí tiền đi xây cây cầu. Xưa giờ ấy, 12 năm bán bún quán em, 12 năm em bán bún, đến giờ em đã không đụng vào một đồng cát xê nào từ việc đi bán nước bọt. Nhưng mà chúng nó bảo em là gì, à, nịnh bợ thằng Tài. Tôi không hiểu là các bác nghĩ thế nào, nói tôi nịnh bợ cái thằng đó. Thằng đó là một thằng em. Nhìn hộ tôi cái, nhìn hộ tôi cái rating. Phải biết cái rating của mỗi người nó thế nào. Tiến nó trả tiền cho mình với giá cắt xây 50.000 đô la Mỹ để xây một cây cầu, và nó thêm tiền cho tròn 3 tỷ là vì nó cần cái lượng rating Atifan đi vô chửi mình để cho mọi người nhớ, à con Trang Khàn đóng cái phim này bị chửi quá trời. Ok chưa? Người ta sử dụng công năng của mỗi người cho mỗi một việc đạt được sự ưng ý như mong muốn. Đó. Em là hôm nay, em nói với chị nghe này, em hôm nay là ngày 25 tháng 11. Em chơi lớn, chưa bao giờ cuộc đời em biết tặng một ly nước nào cho khách của em. Em bán bún đậu 12 năm nay, chưa bao giờ mời ai ăn, chưa bao giờ giảm giá, chưa bao giờ có voucher, ok chưa? Chưa bao giờ có voucher cho khách hàng mua bún đậu. Chưa bao giờ có voucher cho mấy con nhân viên này, đau đầu thật sự. Nó dây ngồi đây nhá, tôi nói với bà ngay, tôi ngồi đây này, tôi ngồi chuồng hỗn mày này, cho chúng nó đỡ cướp điện thoại ha. Em bán bún 12 năm, em chưa bao giờ biết mời một ai ăn miễn phí, cũng chưa bao giờ biết tặng ai một cái gì. Nhưng ngày hôm nay ha, ngày hôm nay em sẽ nói với mọi người điều như thế này đây. Thứ nhất, em sẽ chơi lớn trong 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật, thứ hai và thứ ba. Nói chung total em sẽ mua 500 vé xem phim. Ok chưa? Cái này người ta gọi là lại quả đấy. Lại quả cho nhà sản xuất đã đầu tư 3 tỷ cho cây cầu ở Thạch Hóa Long An.
tôi sẽ lại quả, người ta gọi là tri ân đấy, cho nhà sản xuất đã vì tôi làm một cây cầu, đã dám liều mình vì tôi mời tôi đóng phim nha. Tôi chưa bao giờ tặng cái gì cho bất kỳ ai nha. Tôi sẽ tặng 500 vé xem phim Hạnh Phúc Máu tại hệ thống CGV quận 1, quận 5 và quận 7, thêm quận nữa là quận Thủ Đức, 4 quận. Với điều kiện khách hàng đến ăn bún đậu, với điều kiện khách hàng ai là fan của Trang ghé ăn bún đậu ủng hộ, coi như tiền lời qua tiền mua vé, được chưa nào. Thực sự một phần bún đậu 75.000 một người nó chỉ bằng một cái vé xem phim vào thứ bảy chủ nhật thôi. Vé của hệ thống CGV rất nhiều tiền, ok mình ơi. Nên là ai đến ăn bún đậu để lại số điện thoại kèm bill, em sẽ tặng vé xem phim, ok chưa. Một khi mày mà đã chơi nhé, không cần lời 3 ngày bán váy luôn rồi. Sao cả nhà? Có, bây giờ chị cho em vui lòng cho em xin số điện thoại vào đây. Xong là sẽ có người gọi điện cho chị. Chị muốn xem ở rạp nào CGV. Đó. Chị đây, chị để số điện thoại. Em lấy sự đi, nhân viên ơi. Chào em. Các chị đi bao nhiêu người một khi mà ngày? Đó, từ khi này bàn này đi bao nhiêu người đây? Dạ 9 người. Bàn này 9 người, đưa cái số điện thoại, đưa quyển sổ cho tao. Khách nào ăn xong quyển sổ. Chị tên là gì ạ? Dạ Thảo. Chị Thảo. 0775 75 11 3775. Em sẽ tặng vé cho tất cả khách ăn bún đậu tại quán bún đậu 4 ngày, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Có nghĩa là ngày hai mấy đây? 27. 27 đúng không? Dạ. Hơi ngu. 26, 27, 28, 29, 4 ngày. Em chỉ mua vé CCV cho nó xịn. Thì sẽ có người gọi điện cho chị. Chị chốt là chị sẽ có xem CCV của Galaxy Nguyễn Du, hay là Christian Mom quận 7, hay là Galaxy quận 5, hay là Galaxy Thủ Đức. Em sẽ chọn 4 rạp lớn nhất để mua vé tặng mọi người. Thì ví dụ như người sẽ gọi điện là chị Thảo 9 vé, hôm nay chị đi 9 người ăn bún đậu sẽ là 9 vé. Thì chị chốt cái giờ, bạn đó sẽ booking vé cho chị, chụp cái QR code vé gửi cho chị. Ok chưa? Em sẽ làm như vậy. Chơi luôn nhá. Thank you chị. Thank you chị. Một khi mà đã chơi, mày chơi cơ đó. Không gì ngoài tiền lắm người, chị lên lầu. Lên lầu chị. Yes, em sẽ cho người gọi điện để chốt là chị ở xem giặt nào. Đó, dân chơi là như vậy nha. Dân chơi như vậy. Một mâm bún đậu có 75.000 thôi, một cái vé CGV bao nhiêu cũng chơi tất. Một khi mà đã chơi là chơi như vậy. Hello mình, không có vào đâu, mình thôi đi đây đi. Lấy. Cái gì? Cái gì? Tặng vé 9 vé. Muốn đi mấy đứa? Để tặng luôn. Có thêm đứa nào không? Dâu riêng. Dâu riêng mấy đứa nữa? Bây giờ dâu riêng mấy đứa tổng là bao nhiêu một kỵ? Đó. Em thích kể. Đã là khách quen nhà chị nha, chưa bao giờ chị tặng ai cái gì đâu. Nhưng mà mấy con chó này nó trêu chị là chị không có tiền. Ồ má. Bây giờ 9 luôn đúng không? Rồi, được rồi, chờ đấy. Tí nữa có người gọi điện liền. Xem CCTV nào. CCTV vào muốn gì ở đâu quận mấy? À, Nguyễn Du vào. Biết sao? Chúng mày về, chúng mày nhớ ghi, chúng mày tưởng tượng xem mà, chúng mày tưởng tượng xem mà chị thế nào. Ok nha. Nhớ là nhớ chụp cái mặt chị ở cái chỗ cái giảm đấy. Ok, 10 điểm. Có phải chúng nó khinh chị em mình hiểu không? Chị, quán chị nhẹ nhẹ sương sương có vài chục bàn một ngày thôi, đủ ăn thôi. Chê lắm. Đấy, không biết bán bún đậu bao nhiêu nhưng mà ta cứ tặng vé đã, mẹ cho nó máu. Tí nữa tao in một cái sờ thêm đi, tao đứng ở đây nè. Ok nha, tí nữa sẽ có đứa gọi điện cho em. Xem giờ nào cũng được, nó sẽ gọi điện nó chốt để nó đặt cái code cho bọn em rồi sẽ gửi cái code, ok chưa? Đó, dân chơi đấy. Một khi em chơi là chơi cỡ đó chứ mấy chị. Cái độ chó điên của em. Có hiểu không? Chị sẽ để cái Stanley phim Hạnh Phúc Máu ở đây. Bất kể bàn nào ra. Mà em hỏi là chị ơi, chị Trang có tri ân khách hàng là ăn bún đậu sẽ tặng vé xem phim Hạnh Phúc Máu. Em sẽ lưu cái số điện, ghi số điện thoại của họ, kèm số lượng vé, em cần có quyền sổ, có quyền sổ đàng hoàng, ha mua quyền vở. Rồi em ghi số điện thoại của họ, kèm vé. Được người nào phải chụp lại, nhắn riêng cho chị.
chị sẽ có một group với cái ekip bên bán vé đi. Họ sẽ chốt với người ta là giờ nào là việc của họ. Em chỉ cần lưu lại số điện thoại và nói rằng là chị Trang muốn chị chụp với cái standy này để check in, làm đúng động, tặng vé, dân chơi chưa? Nhớ chưa? Anh em 9 vé này. Rồi. Em nói mấy chị nghe này, một khi nhá, em mà đã chơi ấy, là em chơi cỡ đó đó mấy chị. Một mâm bún đậu chỉ có 75.000 thôi. Nhưng mà một cái vé xem phim thì cũng không biết bao nhiêu tiền. Này vào cái giờ vàng có khi lên 80. Lỗ 5.000, à không lỗ luôn. Bởi vì cũng không biết làm sao. Các chị hiểu không? Các chị hiểu em không? Các chị hiểu em không? Ủa alo, hiểu không? Đó. Nên là còn những người fan nào mà không có điều kiện kinh tế nha, để ghé ăn bún đậu, các bạn vui lòng đến quán, để lại số điện thoại ở đây cũng được. Những fan yêu dấu của mình, fan sinh viên mà các bạn đi làm mà lương các bạn bị thấp, các bạn không có tiền để mua vé cái ngày cao điểm á, thì Trang xin tặng fan của Trang. Tại vì fan của Trang có rất nhiều bạn làm phục vụ này, nhiều chị làm lao công này, nhiều chị làm bán hàng ngoài chợ này, nhiều chị bán này, thì các chị mời nguyên gia đình các chị luôn. Em mời, riêng tháng này không cấp tiền tài khoản ngân hàng luôn. Chơi là chơi cỡ đó. Tháng này em sẽ không đi cấp tiền gửi tiết kiệm, giảm chậm quá trình mua đất. Đó, những anh chị nào đến ăn bún đậu, ủng hộ em xưa giờ, muốn đi xem phim, ví dụ các chị đi 5 người, các chị bảo là chị đi 5 người, ví dụ chị bảo là chị muốn cho 5 người bạn của chị đi luôn. Ok, bởi vì các chị đi xem phim xong các chị về review cho em xem là em có dịu dàng trong phim không. Thì các chị chỉ cần báo với nhân viên thu ngân của em này, đứng ở quầy thu ngân ở cửa này, em sẽ cho người gọi điện chốt hệ thống rạp CGV. Nhà em mua vé rạp CGV nhá, cho nó đắt. Không có ai bảo mình chơi chưa chắc, cho chúng ta biết mình chơi chất cỡ nào. Sinh nhật con gái em mọi năm không bao giờ tiền tổ chức sinh nhật dưới khoảng 100-200 củ. Năm nay sinh nhật con gái em total cái tiền tổ chức từ quán này quán kia ăn 3 ngày hết có 25 triệu. Năm nay quá rẻ. Sinh nhật bà Kiến mọi năm ấy là nhà hàng tôm hùm rượu. Năm nay thì thôi, cháu nó chỉ có ăn ở gọi là gà rán tại lớp, tiết kiệm lắm. Nên là năm nay thôi, chơi lớn cỡ này, tri ân lại thằng Tiến để cho nó hiểu là mình cũng hết lòng hết dạ nha các chị. Nếu mà fan nào mà sinh viên, các bé mà muốn đi coi, các bé ghé lại quán gặp thu ngân, tự tin mà vào nha. Nhân viên quán em mà đứa nào chúng nó sợ bị em chửi, không biết chúng nó có đi không. Đó, thì các bạn cứ ghé quá, rồi các bạn để lại số điện thoại kèm số lượng vé. Chưa bao giờ cuộc đời Trang gọi là chi tiền vào những chuyện này, nhưng mà Trang nói Trang làm xưa nay quân tử nhất ngôn rồi, không đùa. Đó, chị hiểu không? Đạt đây, cầm quay lại giúp chị cái này. Quay ngược lại, ngồi cho đàng hoàng coi. Cái này là một. Ngồi lên cái ghế đi. Ok chưa? Rồi. Ok chưa? Ok, 2, 3. Đó, 12 năm bán bún đậu đến giờ, Trang chưa tặng khách nào một ly nước, chưa giảm giá bao giờ luôn. Cái con người mà kiệt chỉ của mình ấy, là mình sẽ như vậy đó. Nhưng mà ngày hôm nay vì cái câu comment của cái con quỷ Atifan nó bảo mình là mày đi nịnh bợ thằng Tiến với thằng Tài để được đóng phim, thì mình nói bạn nghe này, toàn bộ các xe là mình xây cầu, chi phí ăn ở đi lại quay phim là mình tự trả, make up làm tóc đồ đạc người ta mất phim mình cũng tự trả. Ngày hôm nay chơi lớn 500 vé cho 4 ngày 26, 27, 28 và 29, 500 vé xem phim cho bất kể người nào muốn xem bộ phim Hạnh Phúc Máu, kể cả Atifan ghét mình nha. Các bạn thích, các bạn ghé lại quán để lại số điện thoại, bên mình sẽ gọi điện để chốt các bạn sẽ xem tại rạp nào trong hệ thống rạp CGV nha.
Trang sẽ thử cái phản ứng của hai ngày đầu tiên. Trang sẽ đến rạp, Trang ngồi canh gặp các bạn đó để làm gì, để các bạn hiểu rằng là Trang mà đã chơi ấy, là Trang phải chơi rất là rõ ràng, vuông góc. Mình làm là mình không có sợ nha, mình sẵn sàng không cất tiền gửi ngân hàng. Một mâm bún đậu nhà mình chỉ có 75.000 thôi, nhưng một vé xem phim Hạnh Phúc Máu tại rạp CGV vào ngày thứ bảy chủ nhật nó cũng phải rơi từ 65 đến 75 ngàn. 120 cái gì? Do CGV còn mốt này. Cái gì? 120 nhá. Ừ. Phải có đủ không? Chị lấy gọi, check đi. Ê, thật CGV Vincom này. Các bác chờ em tính. Ê, bao nhiêu em? Vé xem phim Vincom hơn 100 ngàn chứ. Ê, ta mua Vincom. À, ta mua CGV ở Nguyễn Du thôi. Mày Nguyễn Du thôi. Nguyễn Du cũng gần 170-180. Ôi, thằng nào tôi xuống năng quá. Giá vé phim dạp CGV Nguyễn Du Galaxy lịch chiếu đúng không? Mà có ra tiền không? Ví dụ nha, ví dụ lấy khớp 10-20 giờ đi là bao tiền? Ghi là giá vé à? Ừ, ghi bảng giá vé. Bảng giá vé bao nhiêu tiền cho tôi rồi? Nó ra giá một tuần luôn á. Ôi rồi. Chỉ sang CGV 100 đấy, 100 hơn, 105, 101 đấy. Lỗ. Ê. Bao nhiêu được không? Ê. Đó có bảng đấy. 55.000 thì khốn nạn đấy mọi người đấy. Chắc cũng 90.000. 55.000 một quỷ ơi. U22 là những là sinh viên. Cái gì? Bảng giá U22 kìa. Bảng giá U22 là 55.000. Ờ. Mình không phải sinh viên. Okay. Không sinh viên bảng giá người. 90 à? Ừ. Ok, không sao. Thế là lỗ một cái là 25.000 à? Không sao, không vấn đề. Ôi, chỉ dân chơi mọi người, tính thử nhá. 500 vé 500 vé 45 triệu 90 bằng 45 củ. Ôi giời ơi, cái túi Gucci này 79 triệu nếu là đồ xịn. Còn cái này thì mình có 2050. Coi như là mình không xách cái túi hiệu. Nhà bán đồ fake không ai tin. 45 triệu. 500 vé là 45 triệu. Đúng đặt nào. 59 là 45. Không sao. Thì mình sẽ mua vé trên CTV của Galaxy Nguyễn Du, CTV của quận 7, CTV của Thủ Đức, CTV của quận 5 hoặc quận 3 gì đó. Thì sẽ có người bên mình gọi điện cho các bạn để chốt bạn đi xem mấy giờ của rạp CTV nào. Thì các bạn sẽ báo để bên mình mua vé, rồi bên mình sẽ gửi code. Hello à. Hello các chị. Chị này nhìn giống Việt Kiều ghê. Việt ghê. Đi ra nào. Việt ghê. Ok chưa? Đáp bên đấy. Thật à? Ôi có 45 triệu lo gì? Chị nào mà xem phim? Bởi vì em không đóng nhiều đâu. Ồ. Nghĩ đến khoảng 45 triệu cũng xin là. Nhiều khi em nói chị nghe này. Con hay con Nguyễn Văn Tuấn ơi, con hay con. Con để lại số điện thoại rồi con chụp hình cái standee cho cô. 4 giờ chiều có in một cái standee. Nghe ca sĩ Trường Sang nói phim hay lắm bà con ơi. Cảm ơn chị. Để các fan ở tỉnh nhá. Để chị nghiên cứu xem là CGV có ở các tỉnh không để chị tính nhá. À để em tính, em nói chị em. Chứ mình không xưng chị với mọi người. Đó, em là như vậy đấy. Bởi vì chị biết không, mình tri ân lại nhà sản xuất 45 củ nhằm nhò gì với 3 tỷ mấy. 3 tỷ nó chi ra đúng không mọi người? Dân chơi là không sợ mưa rơi. Gặp mưa rơi, Thái có thích chị không? Ê cu, có thích xem phim nhà chị không? Đưa số điện thoại để đây, có đi xem phim người yêu chưa? Có xem không? Đưa vui đây. Nhân viên tao bao cả lò chúng mày luôn. Em đi số điện thoại em ở đây. Rồi sẽ có người gọi cho em. Để mà chốt thứ 7, chủ nhật, thứ 2, thứ 3. Em đi mấy bạn. Em ăn bún đậu rồi. Úi giời cái này là tao tri ân lại đấy. Hôm nay mình chơi cần thần kinh nhưng hiểu không? Bé tên gì? Mấy vé? Em mua mấy vé? Rồi mình ghi số 2 vé vào đi cho anh. Nhớ đi chụp cái mặt với cái mặt chị trên
trên cái mic rõ để biết là đi ủng hộ chị và check in cho chị, để cho chúng nó biết là chị làm thật không chúng ạ. Chị nổ em hiểu không? Ok em. Nhân viên chúng mày sẽ được quyền gọi cả họ đi luôn. Ai mà đã chơi tính cùng mọi người. Nhân viên à, để tôi tính xem ở các tỉnh sẽ làm cái gì. Thì đó, mày muốn gọi cả lớp mày luôn, tao mày luôn. Dân chơi chưa? Các bác thấy dân chơi chưa? Bởi nhiều khi nó khinh mình các bác hiểu không? Nó khinh em lắm. Chúng nó khinh em lắm các bác. Nó kêu em là, nhưng mà các bác nhớ check in cho em để chúng nó biết là em làm rồi. Điện thoại tôi đâu? Điện thoại đưa tôi đâu? Đưa tôi đâu bà? Khổ lắm. Tính tiền đây cũng rồi. Ăn sạch bách rồi. Ở đây có ai thích tôi không, ai là nghe tôi chửi đau đầu. Tức lắm, mọi người cũng tức lắm. Khổ lắm, nhiều khi điên, phát điên với chúng nó. Các chị mà đi xem phim em sẽ tặng vé nhá. Chị đi thì chị để lại số điện thoại, mấy vé chị ghi lại cho em. Em tính luôn từ hôm nay. Lấy cái tờ giấy A4 ghi cái số điện thoại chị muốn mời bao nhiêu người em mời. Em chơi rồi, chúng nó khinh em nghèo em chơi tay luôn. Tháng này là không gửi tiền tài khoản nhé. Đúng rồi, chị ghi em cho em cho người gọi điện để mua vé cho chị, xong rồi nó sẽ gửi code cho chị nha. Chị đến đúng cái nào cho chị xem tất cả. Mình chơi tới cùng. Khinh lắm này, khinh rồi con mắm tôm. Mắm tôm nha, mắm tôm. Có mùi tí thôi nhưng mà mình đã chơi cùng. Mấy vé chị? Chị mấy vé đi em đi. Chị có dùng ai không? 4 vé bao? Vâng. Các em chỉ mua ở CCD thôi nhé. Cho nó rộng rãi. Đậu xe cho thoải mái. Đó. Tôi phải đỡ mà. Trời thân. Này, Atifan nhiều khi nó ghi là nó mô kích mình một cái mất mẹ 45 củ. Bán đồ phất nó quen rồi, đeo đồ phất nó quen rồi, đồng hồ phất nó quen rồi. Chơi một tí chứ gọi là được lòng được già. Chị có xem không? Bé có xem không? Phim chị đóng. Muốn đi mấy người? Mời hết. Mày rủ cả hàng xóm láng giềng vô coi. Ghi chị cái số đi rồi. Mày nhớ check in nha, để chúng nó không bảo chị nổ nha. Em hiểu không? Bảo là ăn bún đâu chị tranh thằng váy rồi không chúng nó chờ chị nổ. Tính chị cái nết này em hiểu không? Nết thần kinh này. Chị sẽ có người gọi điện để cho bọn em là xem thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, 4 ngày. CCD. Yêu em, ngồi đây. Mày ngồi đây. Con cháu U, đẹp trai quá à. Đó. Mối đó. Đẹp trai Đạt ơi. Quá mệt mỏi nữa. Đủ rồi. Các bác đi xem phim, các bác để lại dùm em. Chụp hình cái mặt với cái phim với em. Em giờ cứ chê giờ. Em khác với em cũng chê khác với em. Cỡ nào em cũng nhận. Nhưng mà vấn đề là em đã dám ngủ để cuộc đời chưa bao giờ dám tắt cách một ly nước trà đá luôn. Thấy không? Không phải là lời, mà vấn đề là lâu lâu kiểu cũng lên cơn thần kinh. Mọi năm sinh nhật con kiến cho chị ấy là phải đặt nhà hàng sang trọng, uống rượu sang. Năm nay con chị tự dưng mặt là con thích rằng sinh nhật con mọi người lì xì cho con tiền con heo để con đập vào ngày Tết tặng các bạn học sinh nghèo. Bạn thân ở lớp là 2.000, bạn trong hội chị em 10.000, bạn của mẹ 50, bạn thân của mẹ 100. Giá cũng có clip mà. Nó sinh nhật bảo là con sẽ để con heo trước cửa. Mọi người đi vào phải đút tiền vào heo rồi mới được vô tiệc. Úi dồi ôi, u là trời. Đó. Nên là năm nay không tốn tiền. Đó. Năm nay không tốn tiền mọi người ạ. Ok em. Tí chị báo với ekip. Đó. Đi giờ nào mọi người sẽ búc vé cho em, mọi người cốt. Ok chưa mấy bạn? Các bạn thấy ok chưa? Look at that.
bàn chín người kia có ai ghét tớ không? Có ai ghét chị không? À, có người yêu không? Có ai yêu chị không? Nguyên team này là không ai có người yêu à? Thôi chết rồi đây. Cu đây. Nữ hoàng nhổ đinh. Ghê quá. Được chứ con. Em nào mà hôm nay ăn bún đậu nhà chị nhá, mà đi xem phim, chị mời, chị mua vé mời, bảo em cho chị số điện thoại, rồi bên chị gọi điện để chốt cái điểm và cái giờ bọn em xem ấy. Vào thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, 4 ngày. Xong mà bên chị đặt vé, gửi cốt, em đến giặt lấy vé. Phim chị đóng, mặc dù cắt xây chị để đi xây cầu nhưng chỗ chửi chị là không có tiền. Chị tức quá, chơi tới luôn. Đó, đúng là có đạt. Là chị chỉ mua rạp ở vé rạp CGV nhá. CGV thôi. Vì chị mua về đấy cho nó gọn để chị thanh toán tiền tất toán cho nó lại. Chứ nhiều khi bọn em mấy cái rạp gì cinema gì đấy chứ không biết là chỗ đấy. Vì nhờ BD làm một lần thôi. Chứ mà kêu mà nó làm đi làm lại bút các rạp xong nó chết. Nhưng mà rạp CGV là ổn này. Chị tưởng 55.000 em ạ. À. Hóa ra nó bán là 55.000 giá sinh viên. Người lớn là 9 sọ. Thế là mỗi cái mất thêm mà. Đó, điền đi vào. Rồi. Mà sao khi mà hỏi thì em có bé nào ấy ghi số điện thoại. Đấy. Này em muốn mời bạn em vào cùng lớp mời luôn. Chị là chơi cái đó chỉ cần là khách ăn bún đậu cho chị thôi. Ví dụ như em chỉ đã là người đến ăn bún đậu có nghĩa là đã quý yên quán chị rồi. Chơi chiên tới số. Đó, ví dụ bọn em báo là bọn em đi 9 vé, 10 vé, 20 vé, chị sẽ mua vé tặng để bọn em đi đông cho vui. Em là như vậy mấy chị, khổ lắm. Không ơi. Đấy. Chụp lại cho team. Búc vé, gọi cho mọi người búc vé. Xong gửi 75.000 đến 95.000. À, chúng mày giống chị đấy. Ngày xưa chị cũng giống chúng mày đấy, chia từng đồng mày. Thủ Đức có chị Phượng Hoàng. Em sẽ tặng vé CGV Galaxy Nguyễn Du. CGV của Winston Mon. CGV của 3 tháng 2 hoặc là quận 5. CGV Thủ Đức, bởi vì Thủ Đức có rất nhiều các bạn sinh viên đã lết cái thây từ thành phố Thủ Đức lên quán bún đậu Cô Khàn ăn bún đậu. Những bé nào ha, những bé nào đã từng ăn bún đậu nhà chị mà không thể lên ngày hôm nay, nó có thể comment lại cái livestream này kèm cái mẹt với mâm bún đậu nhà chị từ xưa, vì xác nhận